Nửa tháng nay, kể từ khi chuyển vào ngôi nhà mới này, gia đình ông Hạnh quen dần nếp sinh hoạt mới. Đổ rác đúng nơi quy định, rửa rau bằng nước máy thay vì dùng nước giếng và vứt rác ra ngoài rẫy như mấy chục năm qua. Là nước máy nước đồ là đổ về hồi trước rồi xách ra bỏ vô giếng múc lên. Bây giờ là nhà nước bắt sẵn cái gì cũng có sẵn hết. Ra đây ở là quá đẹp, ở trong nhà bước ra, ra lên đường nhựa đi chứ không có dùng đất nổi. Thì nhân dân ở đây là phấn khởi. Gần 2.000 hộ dân trong tổng số 5.000 hộ phải di dời đã kịp hoàn thiện xây dựng xong nhà mới và kịp chuyển về ở nơi đây để đón Tết. Nhiều hộ dân ở đây vui mừng phấn khởi khi được tái định cư trong một khu dân cư mới, khang trang, sạch đẹp hơn, mà lại cách nơi ở cũ không xa. Những hộ dân còn lại cũng mong muốn sớm được hoàn thành thủ tục để xây dựng nhà, ổn định nơi ở mới. Tết năm nay chắc cũng là vui hơn cái chỗ cũ rồi. Nói chung ra đây thì cũng có nhà, có xe hơi rồi. Nói chung là đường xá đó cũng là ok. Bà con đây cũng mong muốn là cái người mà còn nhỏ tuổi, người ta muốn ra có cái nghề gì để người ta mà đào tạo cho nó biết tập lấy xe, rồi đi mần công nhân. Hiện nay, huyện Long Thành, nơi đặt dự án sân bay đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và làm nền móng của các công trình và sân bay. Luôn luôn ghi nhận và cảm ơn những cái đóng góp của người dân khi mà đã hy sinh rồi để di dời ra chỗ ở mới để hỗ trợ cho nhà nước thực hiện cái công trình trọng điểm. Tất cả người dân cũng mong muốn nhìn thấy được cái sân bay 2025 này để cho người dân dòm thấy khi mình nhường cái phần đất của mình lại cho nhà nước và có một chuyến bay đầu tiên bay lên người ta cũng mãn nguyện. Rất mong muốn khi dự án triển khai ở đây, phát triển kinh tế của địa phương và đời sống của người dân càng ngày càng nâng lên. Xin gửi lời chúc mừng năm mới đến các hộ dân là một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công. Từ làng ra phố, bà con vui mừng đón Tết tại nơi ở mới khang trang hơn, sạch đẹp hơn. Niềm vui ánh lên trong nụ cười, ánh mắt của những người dân nơi đây, ấp ủ hy vọng tốt đẹp về một mùa xuân mới, mùa xuân an cư, lạc nghiệp.